Hân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Con đã đi quá giới hạn. Con khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chồng con không có biết, thậm chí con vẫn âm thầm để cái chuyện đấy ở bên trong con đến tận một tháng luôn. Bởi vì con muốn tìm hiểu mọi thứ nó phải rõ, thật là rõ ngọn ngày để sau đó có cơ hội để ngồi nói chuyện với chồng con. Trong cái lúc mà cãi nhau nói qua nói lại rất là nhiều, nhưng mà có một cái tình huống xảy ra lúc đó là con đang ăn mì tôm. Con ăn bát mì tôm ở bàn á, rất là nóng, vừa úp xong đang ăn mà con nói lại vợ con á, vợ con cáu lên ra bề cái bát mì tôm úp lại đầu con, bề cái bát mì tôm úp lại đầu con. Trời ơi, con chỉ khóc và thậm chí là sau đấy là còn đưa cả anh mời bảo là thôi anh đi ra khỏi nhà đi. Đấy, lúc về nói chuyện với nhau á thì lúc đấy bởi vì anh ấy nhận luôn mà, không thể chối cãi được. Mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện về hôn nhân của cặp vợ chồng đầu tiên. Wow, hết hồn tưởng thanh thúy. Giống thiệt luôn á. Thiệt. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào chú Quốc Thuận là trai ạ. Và con xin chào cô Hồng Vân xinh gái ạ. Và con như là khéo ăn khéo nói thế. Con xin kính chào toàn bộ quý vị khán giả đang đón xem chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên là Ngô Văn Khánh và mọi người hay gọi con là Khánh Ngô ạ. Hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội ạ. Công việc của con thì hiện tại con đang là đồng sáng lập của tập đoàn dược mỹ phẩm Thái Hương ạ. Và hôm nay con 28 tuổi ạ. Con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân. Con họ tên đầy đủ là Vũ Thị Hoa. Và con thì sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Hiện tại thì đang sinh sống ở Hà Nội. Và con thì cùng với chồng con làm chung một công việc. Và cũng cùng tuổi luôn ạ. Hai đứa cùng tuổi. Dạ. Ôi trời. Trước đây cái cơ duyên nào mà các con lại gặp nhau? Cái lần đầu tiên quen vợ con, đó là quen qua một cái người bạn thân của vợ con ấy. Thì cái thời đó thì con có làm ở một cái nhà hàng. Cái bộ phận của con làm là hay ở trên tầng 2 á, qua cái kính ấy chú. Con hay nhìn ra ngoài đường thì khi đấy rất trùng hợp, tại vì vợ con hay đi đón bạn của con lúc 5 giờ chiều. Con thấy vợ của con đứng ở bên đường, xinh mà nó xinh theo cái kiểu như là trong trẻo chú. Cái cảm giác đầu tiên của con lúc đó là con nhìn thấy một cái cô gái dễ thương. Lúc đó là mắt vợ con nó tròn lắm. Không, mắt này ơi xin đừng cho chát cho. Thì con gần như là bị cuốn hút bởi cái gương mặt và cái thần thái đó. Ấn tượng đầu tiên con thấy vợ con gần như là sấm sét cú sét cái tần. Còn bạn này thì sao? Trong cái lần đầu tiên đấy là khi mà được gặp gỡ nhau thông qua cái người bạn đó ở một cái bữa ăn tối. Thì lúc đấy con nhìn thấy anh ấy thì thực sự là chỉ thấy là trông cũng cao ráo, trông cũng được, rồi trắng trẻo. Mỗi vậy thôi chứ còn con cũng không có thấy kiểu ấn tượng theo kiểu thích hay như nào. Chả chết đi được. Rồi thì đến khi nào thì con mới tỏ tình với vợ? Mãi cho tới cái lần đó thì bọn con cũng chưa yêu nhau đâu ạ. Cái lúc đó là mình nghĩ rằng là mình tỏ tình rồi, nhưng mà thực ra mình lúc đó là con cũng ngại ạ. Thì con có rủ vợ con về quê của con ở Thanh Hóa ấy ạ, chơi. Không hiểu mẹ con hiểu kiểu gì thì hai người bạn về chơi, nhưng mà mẹ con lại hiểu rằng hai đứa yêu nhau rồi. Là về ra mắt rồi, về ra mắt thì mẹ cũng rất là ủng hộ và mẹ cũng rất là nhiệt tình. Lúc tối thì ở quê mà cô, nhà con thì ở quê thì cũng một vùng quê nghèo á. Nhà thì không có nhiều phòng đâu chú, cho cô. Vợ con mới chào là con đi về đấy ạ. Cái lúc đó là con chở vợ con đi ra để đi bắt xe đi về. Nhưng mà lúc đó không, bọn con không có xe. Không về. Ai có không xe về? Nhưng mà con không về ạ. Con không về. Con không về ạ. Ngu sao về? Cái lần đó là chốt luôn là yêu nhau. Nhưng mà tối nó ngủ đâu? Tối ngủ ở ngoài ạ. Ở ngoài đình hay là ở ngoài đồng? Ở ngoài khách sạn ạ. Ở ngoài khách sạn ạ. Rồi đêm đó làm sao? Mướn hai phòng hay là một phòng? Nãy cháu nó chốt hạ rồi đấy. Là một phòng là hai giường hay một giường? Một phòng hai giường luôn chú. Hai giường. Hai giường luôn ạ. Ở đêm đó. Nhưng mà một giường là để đồ, để đạc. Thế còn một giường là để ngủ đúng không? Đúng không? Thì đấy, chuyện đã phải đó. Như thế thôi. Đêm đó thì là một đêm tuyệt vời ạ. Mà cái chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Phải đến thôi con nhỏ chứ không thì mình lại không có bản lĩnh đàn ông thì cũng mà chết. Như thế có nghĩa là ngày hôm đó là hai đứa gần như là chính thức là cuốn nhau rồi, yêu nhau rồi. Và không cần phải nói một cái lời nào. Tức là hành động thôi, nói năng gì cho nó mệt. Sau lần đấy thì một bọn con yêu nhau và một khoảng thời gian lâu sau nữa thì con mới về nhà vợ con chơi. Thế có nghĩa là tụi con yêu nhau một cách suôn sẻ, một cách gọi là nhẹ nhàng say đắm và cứ thế là tiến đến hôn nhân thôi, hay là có những cái trục trặc sóng gió gì không? Có chứ cô. Có. Sao? Chuyện gì? Nói cô nghe xem, là tự nhiên lúc con trùng xuống, phải chăng là nguyên nhân từ phía con? Từ phía con ạ. Đấy, biết ngay mà. Sao nào? Lại một câu chuyện buồn nữa cô chú ạ. Đấy. Chuyện buồn nữa. Cứ mang những câu chuyện buồn thế. Nói đến câu chuyện đó thì con nổi da gà luôn ạ. Sao? Nói vì
Đó là có lẽ là một cái sai lầm lớn của cuộc đời con. Đầu năm 2019 thì nó đâu đó cách cái khoảng thời gian con chuẩn bị cưới nhau nó khoảng tầm 3 đến 4 tháng á, thì con có những cái mối quan hệ ngoài luồng. Đánh đùng một phát thì tự dưng lại vớ vẩn với một người khác đó, làm cùng nhau, làm cùng một công việc với nhau đến bây giờ luôn. Thì bọn con làm ăn rất là phát đạt. 2017 á, con lại quay ra con mở nhà hàng. Thì con gần như là đi từ sáng tới tối khuya mới về. Thì trong một cái quãng thời gian nó dài thì hai vợ chồng không được tìm với nhau được tiếng nói chung. Và hai vợ chồng không có tâm sự với nhau được nhiều. Mà cộng với cái công việc là con sửa chết công việc của con, mà vợ con cũng gần như là cũng sửa chết cái công việc của vợ con. Tại vì cái quãng thời gian đó là vợ con đã lên những cái doanh số và công việc đã phát triển rất là to rồi. Thì khi đó con chỉ hối hận một điều rằng là mình không có đủ bản lĩnh để vượt qua, cũng như là mình không chậm lại một chút. Thực sự phải dùng cái câu là mình hiểu vợ mình. Tại vì mình có hiểu được, mình thương được. Mà lúc đó con đã đi quá giới hạn. Thực sự ban đầu con không có tin đâu, vì con cực kỳ tin tưởng chồng và chồng rất yêu thương, rất là chiều chuộng. Nhưng sau khi mà con tìm thấy những cái bằng chứng thì lúc này con bắt đầu con tin rồi. Và sau khi con tin thì con tiếp tục đi tìm hiểu xem nó như thế nào. Nhưng mà đúng là khi mình càng tìm hiểu thì mình càng cảm thấy đau ấy ạ. Bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều rồi, chứ thời điểm đấy con khóc rất là nhiều luôn. Nhưng mà chồng con không có biết, thậm chí con vẫn âm thầm để cái chuyện đấy ở bên trong con đến tận một tháng luôn. Bởi vì con muốn tìm hiểu mọi thứ nó phải rõ, thật là rõ ngọn ngành, để sau đó có cơ hội để ngồi nói chuyện với chồng con. Đến lúc mà con thấy mọi thứ nó quá là rõ ràng như vậy rồi thì con bắt đầu con mới ngồi lại để chia sẻ, để hỏi, để nói chuyện với chồng. Mặc dù ấy, con nhớ mãi cái thời điểm là trước cái lúc đó, trước khi con nói ấy ạ, là cái ngày mà còn đưa hai bên gia đình đi chơi cùng với nhau, đi du lịch cùng với nhau. Có nghĩa là cái mối quan hệ và chuẩn bị về để cưới mà. Trời ơi, con chỉ khóc. Và thậm chí là sau đấy là còn đưa cả anh mời bảo là thôi anh đi ra khỏi nhà đi. Đấy, lúc về nói chuyện với nhau á, thì lúc đấy bởi vì anh ấy nhận luôn mà. Không thể chối cãi được. Lúc đấy con không thể chấp nhận được cái sự thật đó. Thực sự lúc đấy con quyết tâm lắm. Con nghĩ rằng là cuộc đời mình đối với lại anh này là sẽ dừng ở đây. Chắc chắn là không có một cái gì cứu vãn được. Và con thể thực hiện cái sự quyết tâm đấy đối với chồng con. Cái lúc mà vợ con bảo là anh đi ra khỏi nhà đi thì con cũng ngậm ngùi con đi thôi ạ. Tại vì mình không còn một lời nào để nói nữa. Mình sai mà. Mình sai. Và con đi ra khách sạn con ở. Thì con có nhắn với bố vợ của con. Bố con bảo là cái chuyện mà yêu đương thì đó là việc của hai đứa. Nhưng nếu thật sự yêu thương nhau thì cũng phải ngồi lại mà giải quyết. Và sau đó con cũng có gọi điện và con nhắn về cho bố đẻ của con á. Con nhắn về lúc khoảng tầm 10 giờ đêm. Thì khoảng tầm 1 giờ sáng á, bố con chạy từ quê ra Hà Nội luôn. Thường thế. Và cái sáng hôm đó thì bố con có gọi con về. Thì hai vợ chồng ngồi với nhau. Thì lúc đó con cũng chỉ có biết cúi mặt thôi. Và khi đó vợ con đang khóc. Thì bố con có xin lỗi vợ con. Để mà bỏ tha thứ ngay thì nó không thể. Sự nó không thể. Với cái quãng thời gian đó bọn con có chia tay 1 tuần á. Thì sau đó một tuần sau thì con có nhắn tin cho sếp của con bây giờ á. Là mời sếp vô luôn. Và những người bạn khác nữa có nhắn tin cho vợ con. Và đặc biệt cái lần mà quyết định bọn con có thể quay lại với nhau và con có cơ hội lại á, là do người sếp của con hiện tại bây giờ. Thì con có nhắn tin nhờ sếp, con viết bản cam kết với vợ con. Và cái lúc đó thì con không biết là vợ con tha thứ cho con chưa, nhưng mà vợ con có gật đầu để cho con được phép quay lại và sửa cho sai. Cho ăn cơ hội đó. Cứ mỗi lần giao quyết định gì đấy trong cuộc đời, từ lúc đấy đến bây giờ thì con đều nghĩ về những cái lần sai lầm đó của con. Và ngày hôm nay thực sự qua chương trình này con rất là xúc động. Thì con cũng muốn gửi tới vợ con một cái lời xin lỗi, một cái chân lời thành. Xin lỗi chân thành. Nói chung là ông đổ rồi, xong rồi tất cả những người yêu quý ông là phải lao vào để mà coi như là vực hỗ trợ vậy. Hỗ trợ và coi như là tạo một cái cơ hội để cho các bạn có một cơ hội quay lại với nhau. Cô muốn hỏi con nè, cái thời điểm đó đó thì những cái lời mà con nghe từ người thân, bạn bè của con, từ sếp của con, từ bố mẹ con, như là bố mẹ của chồng con á, là những lời như thế nào? Trong cái thời điểm đó thì thực sự cái người mà đầu tiên con rất là ấn tượng đến chính là bố chồng của con. Khi mà ngay trong đêm bố đã sẵn sàng phi từ quê để ra đến Hà Nội để có thể là gặp gỡ và muốn kéo hai vợ chồng lại về với nhau. Lúc đấy thực sự là con thấy thương bố chồng con hơn là thương cả chồng con luôn ấy. Vì lúc đấy đang rất là dỗi, rất là giận mà. Đó, và kể cả là bố đẻ của con, con cũng cảm nhận được cái sự vun vén của bố. Đó, sau đấy rồi nghe những người bạn chia sẻ, những người bạn rồi cả những người sếp, người chị. Cũng như có thể tha thứ được cho nhau thì chúng ta sẽ tha thứ. Nhưng bên cạnh đó là những người thân cũng như là bạn bè xung quanh á, thì mình
tránh cái việc gọi là đổ dầu vào lửa. Đúng rồi. Và tránh cái chuyện là tách tụi nó ra được á, để mà tránh những cái chuyện đó thì là sẽ tốt hơn chẳng hạn. Yeah. Đừng nên bao giờ như vậy. Không vung vào thì thôi, thì mình im lặng thôi để tự họ quyết định. Còn đừng bàn ra. Đúng theo rồi. Chị thấy là như vậy, đừng bàn ra. Vì nếu mà lần đó mà con bị cái chuyện bàn ra thì bây giờ tụi con mất nhau rồi. À, đúng, đúng rồi. Không? Trong khi bây giờ thấy tụi con rất là viên mãn luôn. Ừ. Đứa nào nay mắt sáng ngời, thành đạt rồi hạnh phúc. Rồi, thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Ừ. Đây là cái phần mà hấp dẫn nhất đó nha. Rồi. Đó. Ừ. Và cơ hội chúng ta chỉ có một lần để nói về những cái tật xấu của đối phương thôi nha. Chồng con ấy là một người gọn gàng, sạch sẽ. Mà có một cái con thật sự cũng hơi không thích lắm. Đấy là bị gọn gàng, sạch sẽ kiểu gần như là quá mức. Ví dụ như là con làm việc đi, trong bàn làm việc của con nhiều khi mình đang làm việc này việc kia, mình có bày đồ ra. Mình muốn là để sau đó mình phải tự sắp, bởi vì nếu không thì mình không biết được như thế nào một lần. Nhưng mà con cứ đi ra ngoài uống nước thôi, đi vào là anh ấy sắp xong rồi. Là gọn gàng rồi. Dạ, gọn quá gàng. Quá gọn gàng. Đúng rồi. Rồi bây giờ tới con này Khánh. Dạ. Này, bạn ấy có nóng như con không? Hay là có những cái tật xấu nào? Nóng hơn á. Đúng rồi. Vì trong công việc thì vợ con là sếp của con mà. Có một cái câu chuyện thực sự đến bây giờ con vẫn còn nhớ. Lại chuyện buồn hay chuyện vui? Chuyện buồn tiếp. Chuyện buồn tiếp. Rồi, tiếp thì buồn tiếp. Hôm nay ông mang ba câu chuyện buồn tiếp ạ. Thì cái lần đó là vợ chồng con dọn để ở với nhau rồi. Trong cái lúc mà cãi nhau á, nói qua nói lại rất là nhiều. Nhưng mà có một cái tình huống xảy ra lúc đó là con đang ăn mì tôm. Con ăn bát mì tôm ở bàn á, rất là nóng, vừa úp xong đang ăn. Mà con nói lại vợ con á, vợ con cáu lên ra. Bề cái bát mì tôm úp lên đầu con. Ôi rồi thế rồi sao? Rồi sao? Trước khi bát úp mì tôm thì cái cảm giác của mình vẫn đang muốn chiến thắng và mình vẫn muốn nói lại. Nhưng mà sau khi mà bị úp mì tôm á, gần như khi đó là con bị tắt điện luôn á. Hốt hoảng chứ gì nữa. Con gần như là con rơi vào cái tình huống là mình không biết làm thế nào. Mình chết được luôn. Người. Gần như mình sợ. Thực sự là nếu mà nói một câu là mình sợ. Mà lúc con có bị bỏng không? Úp là úp lên đầu của tóc. Của con có nhiều tóc. Cho nên nó gần như nó chỉ bị nóng thôi. Mày mà nó bỏng một chút thôi. Ai thì tóc con mà như chú là dạ. Có chứ là xong là hết luôn rồi. Con có mong muốn vợ con bớt nóng tính không? Con có, nhưng mà ngoài mong muốn đấy ra thì con cũng vẫn muốn là vợ con hay cứ sống thật với bản thân mình. Nhưng mà đã bớt rồi đúng không? Bớt nhiều rồi ạ. Thực sự nếu mà ngày xưa 10 phần thì bây giờ còn khoảng tầm 2-3 phần rồi ạ. Ôi trời ơi, chúc mừng con rất ơi. Là nhiều rồi ạ. Mà chú nghĩ là chắc chắn là sau cái lần mà úp cái tô mì lên đầu là hai vợ chồng con nói chuyện rất là nhiều. Dạ đúng rồi ạ. Đúng chưa? Dạ. Thật ra là một cái hành vi nó rất là khủng khiếp đấy. Dạ. Nha. Con cũng có nhận thức được là lúc đấy là hình như mình cũng sai lắm rồi. Dạ. Thì sau đó là con cũng thôi. Và đúng như chú Quốc Thuận có nói thì vợ chồng con bắt đầu ngồi lại và nói chuyện với nhau. Nói chung là cảm ơn các con nha. Dạ. Và hy vọng rằng là cuộc sống các con sẽ ngày càng tốt hơn, công việc sẽ còn phát triển hơn nữa. Và đặc biệt rằng là các bạn hãy kiềm chế bản thân mình. Đó. Thay vì nóng tính thì mình nên có thể ngồi lại để nói những cái điều nó tốt đẹp để làm sao để thay đổi nha, cho một cuộc sống nó chất lượng hơn nha. Mẹ nói là con ơi, suy nghĩ kỹ lên nghe chứ mẹ thấy nhìn thằng này nó giống bị xì keo quá. Thằng này nó giống bị xì keo quá. Thì cũng rất là chồng con rất là ốm vậy lắm. Hai vợ chồng con đi du lịch, dắt theo bé đi máy bay đó, rồi công ty có dặn là đem giấy khai xanh của bé mà vợ con lại quên bỏ nhà. Trời ơi, delay lại 4 tiếng đồng hồ luôn á. Rồi con phải kêu nhà con ở dưới quê á bắt xe đem giấy lên cho con ngồi đợi lấy rồi mới đi được. Dạ đúng rồi. Con cũng mừng. Trong suốt khoảng thời gian mà hai đứa ở nhau đến hiện tại á là 12 năm nhưng mà chồng con không có xài điện thoại. Tức là những cái người mà muốn liên lạc với chồng con là phải thông qua con. Trời ơi. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của cặp vợ chồng thứ hai. Bây giờ mời hai con giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên xin chào chú Quốc Thuận đẹp trai, vui vẻ. Chào cô Hồng Vân xinh đẹp, trẻ trung. Rồi, con tên là Trần Thư Hoàng, con 35 tuổi. Con đang kinh doanh KOL bên mảng mỹ phẩm. Được 6 năm mà cô. Con có mở một cái showroom ở Độc Tháp. Dạ con chào chú Quốc Thượng, chào cô Hồng Vân. Con tên là Thanh Tuyền, năm nay con sinh 1992. Hiện tại là con kinh doanh mỹ phẩm cùng chồng con luôn. Bây giờ quen nhau 6 nói đẹp. Đi. Hai vợ chồng của con là quen được 12 năm rồi. 12 lấy năm. Lấy nhau được 12 năm rồi. Lấy nhau được 12 năm. Rồi quen nhau là bao lâu? Hình như có 1 tháng, trong vòng 1 tháng thôi. Hai đứa gặp nhau ở đâu nè? Hai đứa con quen nhau trên audition.
audition à, cái thời mà nhảy đúng không? Dạ đúng rồi. Vô cái phòng của đó là gum của Đồng Tháp đó chú. Vô thì cũng nói chuyện qua lại rồi con mới thấy nói chuyện giống như là mình thấy thích cái người này nói chuyện vậy đó. Ừ. Rồi con mới thấy gì hẹn ra luôn, hẹn ra ngoài. Vậy hả? Rồi con sao với tiền? Con có thấy thích nói chuyện với người này không? À, ban đầu là con với chồng con là lên là solo đồ với cô, là đặt đó solo là đồ. Mình sẽ khoe cánh, khoe đồ ai nhiều hơn. Thì đặt đó con với chồng con solo thì con thắng, xong rồi con với chồng có mấy kết nói thêm đám cưới trên mạng trước. Đó. Rồi mấy chồng con mới hẹn ra gặp ở ngoài quán nước, mà gặp nói chuyện được có 5 phút là con đi về rồi. Thì do là ba mẹ con rất là khó. Đợt đó là con vừa ra gặp chồng con thì vừa dựng xe xuống ngồi chưa kịp uống nước luôn, thì mẹ con gọi cuộc gọi đến thì kêu bắt buộc là phải đi về liền. Vậy á. Rồi bây giờ này, trong 5 phút đó con nhìn thấy ảnh ở ngoài đời thì con có ấn tượng gì về ảnh không? Con nhìn chồng con là con thấy ấn tượng nhất là cặp mắt anh rất là hiền. Mà mê liền không? Dạ mê. Thương liền. Còn con sao? Con thì gặp vợ con là dễ thương, đẹp. Mê liền luôn. Dạ, với hơi tròn á con. Ồ, thích. Cái gu con là gu tròn. Dạ. Có kịp nắm tay nhau không? Dạ, con không luôn. Tại không mới luôn. Gặp lần đầu tiên mới gặp. Cái đâu dám sổ sàng đúng không? Ôi. Rồi sau đó làm sao? Rồi lúc nào thì mới có thể là gặp dài hơn? Về là chồng con sẽ điện thoại con liên tục. Ừ. Tại vì là đã kết rồi đúng không? Ừ. Khi đó con mới nói với mẹ, con nói là mẹ ơi, giờ có cái anh đó con quen vậy đó. Con muốn dắt về nhà cho mẹ coi mặt, nếu mà mẹ đồng ý thì con mới chấp nhận là quen với anh này. Thì mẹ cũng cho, con mới gọi cho anh này lại, con nói là anh ơi, nếu mà anh thương em thật lòng á, thì anh qua gặp ba mẹ em, anh nói chuyện đàng hoàng. Rồi thì mới đến, có lần thứ hai thôi hả? Đến ngày hôm sau là anh chạy xe vô nhà liền luôn. Dạ. Rồi lúc mẹ cũng gặp ảnh thì sao? Mẹ nói lúc mà ảnh về rồi, mẹ nói là con ơi, suy nghĩ kỹ lên nghe chứ mẹ thấy nhìn thằng này nó giống bị xì keo quá. Thằng này nó giống bị xì keo quá. Thì nó rất là chồng con rất là ốm. Rất là xương ốm vậy lắm. Chắc là dạ. Chơi game nó 40 mấy, 45 kg rồi cô. Vậy đó hả? Trời đất ơi. Mà bộ chơi game mà bỏ ăn luôn thì sao? Dạ, ốm dữ vậy. Dạ đúng, đúng rồi. Mê game đúng không? Dạ, ơi. Rồi nhưng mà con có vì cái lời nói đó của mẹ mà con né né ảnh không? Dạ không, con vẫn liên lạc với ảnh. Xong rồi anh mới rủ đi chơi. Thì con mới nói là mẹ em khó lắm, mẹ không cho đi. Anh cũng qua một lần nữa, anh năn nỉ mẹ cho đi thì mẹ vẫn cho đi, nhưng mà bắt buộc anh ruột con phải chạy theo. Tức là ngồi ăn cơm chung hay là gì đó phải có anh con theo. Xong rồi về cứ nói với con là em kiểu như là không có buổi hẹn hò riêng gì hết á. Có một cái hôm đó là đêm giao thừa là anh qua là anh đặt chiếc taxi. Xong là tụi con là ngồi trên xe nói chuyện trên xe thôi, là đi vòng khắp Cao Lãnh. Là nói chuyện suốt cái buổi đó, xong rồi về là cái đêm đó con bị về trễ hết nửa tiếng, ba con đập cửa mà muốn quýnh kiểu mà muốn giết luôn vậy đó. Tức là ba mẹ con rất là khó. Xong rồi con mới nói với ảnh là anh ơi, bây giờ là ba mẹ em khó lắm, em anh không hẹn hò được. Thì ảnh về mới nói với ba mẹ, xong rồi mới kêu ba mẹ qua hỏi cưới. Là ba mẹ của ảnh đó. Dạ. Lúc con nói ba mẹ con thì ba mẹ con sao? Ba mẹ con nó cũng thấy là muốn cưới cho con rồi, tại vì hai mấy con... rồi đúng không? Con hay ở bên vợ con nhiều hơn ở nhà. Thì lúc mà hai đứa mới về lại thì có những cái tánh tình nào mà trong 3 tháng yêu nhau á, 4 tháng yêu nhau á mà con chưa bao giờ thấy ảnh bộc lộ. Mà tới chừng về chung nhà rồi mới thấy. Chơi phải không? Rất là hiền á cô, tức là anh chỉ mơi game thôi. Khi mà trong tất cả cái cuộc cãi vã thì khi con nóng lên thì chồng con im lặng không có đôi co với vợ. Rồi chồng con để cái chuyện đó thì ngủ tới hôm sau là bình thường. Rồi có nghĩa là anh này anh chỉ mê game thôi. Dạ, ngoài đúng. Ra còn cái gì nữa không? Không có cái gì luôn. Dạ đúng. Rồi con có mong muốn chồng thay đổi gì không? Hiện tại con không mong muốn chồng thay đổi, tại vì trong suốt khoảng thời gian mà hai đứa ở nhau đến hiện tại á là 12 năm nhưng mà chồng con không có xài điện thoại. Tức là những cái người mà muốn liên lạc với chồng con là phải thông qua con. Trời ơi. Nó đúng như những gì con nhận xét về chồng con trong cái lần đầu gặp mặt. Dù con mua điện thoại cho ảnh luôn á, là ảnh không bao giờ để túi luôn, ảnh bỏ vô cái tủ hay là gì để nguyên vậy, không có đụng tới luôn. Trời ơi, con là hàng hiếm đó Hoàng. Rồi tới con luôn đi. Con nói về vợ con đi, vợ con có cái điểm nào mà con chưa hài lòng? Đó, bây giờ tật xấu đó, tới bây giờ luôn. Vợ con là nóng tính, cũng như hay quên chứ. Nhưng mà trước khi có con thì có nóng tính không? Dạ không, hiền khô à. Nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Rồi từ hồi hai bé sau là tính hay nóng, hay cọc cằn. Rồi quên là quên gì? Giống như là gần đây nhất luôn là hai vợ chồng con đi du lịch, dắt theo bé đi máy bay đó. Rồi công ty có dặn là đem giấy khai xanh của bé. Mà vợ con lại quên. Quên. Bỏ nhà. Trời ơi. Rồi lên tới sân bay
hai cha con mới hỏi là có đem giấy khai sinh của con theo không, thì vợ lại nói là rồi quên rồi. Rồi xong có đi được không? Dạ không, delay lại 4 tiếng đồng hồ luôn á chú. Rồi con phải kêu nhà con ở dưới quê á bắt xe đem giấy lên cho con ngồi đợi. Ừ. Lấy rồi mới đi được. Dạ đúng rồi. Con cũng mừng. Rồi có hay ghen không? Có ghen con không? Ghen nhiều lắm. Ghen sao? Kể con nghe coi. Giống như là ngồi trong bàn tiệc hay gì đó. Con có cái tính là con hay nhìn qua nhìn lại. Thì giống như là có một người con gái đi ngang phớt ngang vậy đó. Rồi cái quay qua nhìn thấy con dòm nè, là nó con nhìn tia người ta. Ông để ý ta hay gì? Ông để ý nhỏ đó hay gì? Là cự liền đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có cự trên bàn, về nhà mới nói. Trời, về nhà cự với nó. Nó còn gì nữa không? Vợ con sắm đồ dữ lắm cô ơi. Sắm đồ hả? Dạ, thích sắm đồ. Vậy đó hả? Rồi có cho người ta mượn tiền không? Có cho người ta mượn tiền không? Có luôn. Rồi mượn rồi xong rồi không có. Người ta có trả không con? Có trả. Có trả nhưng mà có một cái là vợ con không có, nhưng mà cũng phải mượn cho có để cho người khác. Nhưng mà có bao giờ mà con bị người ta quỵt người ta không trả không? Rồi bây giờ á, Hoàng mong muốn em xã của em thay đổi điều gì? Anh mong muốn em là hãy quan tâm bản thân nhiều hơn, bớt lo chuyện bao đồng đi. Để cho gia đình yên ổn. Cho gia đình yên ổn. Trời ơi, nó thật là miền Tây dễ sợ luôn á. Rồi nó nghe nè, hai vợ chồng quá đẹp đôi, với lại là câu chuyện tình của các con cũng rất là đẹp, dễ thương đó. Thế thì hôm nay nhân cái cơ hội mà đến với chương trình Vợ Chồng Son này, thì không biết là các con muốn con cũng dành cái điều gì bất ngờ cho sự nhau bất không? Ngờ không? Ai muốn dành bất ngờ? Con đứng lên con thể hiện đi đâu, nào. Lâu rồi anh có chuyện muốn nói với em mà anh không nói được. Từ hồi hai vợ chồng mình cưới nhau tới giờ là anh chưa có cầu hôn em bao giờ. Nhân dịp bữa nay chương trình, anh muốn cầu hôn em trên chương trình. Trời ơi, bé xúc động lắm á. Trời ơi, nhẫn ngọc xoàng kìa biến. Mong em cưng chưa? Bi luôn. Ôi đất ơi, đẹp quá kìa con ơi. Cảm ơn chồng nhiều. Nói chung là trong khoảng thời gian 12 năm ở với anh, đến hiện tại là không có chuyện gì xảy ra hết. Mong là hiện tại và sau này em với anh là sẽ sống đến già đầu bạc răng long, đầu bạc răng đông. Anh luôn yêu thương em như bây giờ. Trời ơi. Và chúc cho hai vợ chồng cứ như thế nha. Dạ. Nắm chặt tay nhau và đi với nhau đến hết cuộc đời. Ở bên cạnh đó các con còn rất là trẻ, cho nên là vừa làm và vừa tận hưởng cuộc sống này nha. Rồi. Cảm ơn hai đứa nha. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 chiếc thùng với 4 cái màu sắc khác nhau. Trước tiên đó chính là một miếng cước chùi nồi. Và món quà thứ hai đó chính là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt thiết kế kính âm độc đáo giúp an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng nè, chắn mưa nè, che khói bụi nè, và ẩn vào thân mũ khi cần. M139 an toàn, thời trang và tiện lợi. Quà tặng đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet là 2 gói tập 1 tháng công nghệ EMS trị giá 15 triệu đồng. Tập luyện công nghệ EMS chỉ 25 phút mỗi buổi và 2 buổi mỗi tuần lấy lại vóc dáng như ý. 25 feet, hệ thống phòng tập công nghệ EMS đầu tiên và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Và món quà thứ tư đó chính là Enterit với dòng sản phẩm Liên Ấp Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Liên Ấp Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen, thủy phân từ cá dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiệu ý. Hai cặp vợ chồng tụi con đau lưng lại nhau. Đau lưng lại. Dựa lưng vào nhau nha. Không được đọc cho nhau kết quả nghe chưa? Để cùng trả lời cái câu hỏi này của cô. Chồng bạn sợ nhất con gì? Đâu rồi. Sợ nhất con vợ. Có em sợ thôi chứ. Sợ mà. Chứ con sợ nhất con gì? Không chưa? Rồi, quay qua đi con. Tuyền. Chồng của Tuyền sợ con gì? Quay ra. Con rắn.
Còn đây, Hoa ơi, chồng Hoa sợ con gì? Con rắn và con snake. Đồ, trời ơi. Hai cô dâu xinh đẹp bước lên một bước. À, nhìn nhau, cười nhẹ một cái. Chuẩn bị, quảnh tu si. Tu si. Trời ơi. Tu, trời thua rồi. Trời ơi, quả dữ luôn. Như vậy là với kết quả bao thắng búa thì hai vợ chồng Hoa sẽ được ưu tiên tổ chức hội nghị. Màu hồng. Hai vợ chồng của con tuyệt màu gì? Màu đỏ. Ừ. Rồi chị màu gì nè? Màu vàng nè. Thôi chị tôi màu xanh. Con. Ok. Qua của ai lên đi con. Xài. Bây giờ Quốc Thuận với chị Hồng Vân sẽ mở trước, còn các cặp sẽ mở sau. Bây giờ để xem bên trong này là gì nghe chị Vân. Ừ. 2, 3. Trời ơi. Đà. Tôi đã nhận được một cái gói tập ở tại hệ thống 25 feet nha. Và bây giờ đi xem hai cặp vợ chồng chúng ta sẽ trúng thưởng những sản phẩm gì. 1, 2, 3, khui. Hèn hèn. Wow. Hai vợ chồng có đi phượt phải không? À, hôm nay hai vợ chồng đã có một phần quà. Là chúng ta sẽ nhận được một phần quà đến từ Rojo với hai chiếc nón 3/4. À, và chúc mừng hai vợ chồng đầu tiên đã nhận được phần quà, đó chính là một bộ sản phẩm đến từ Enterit với dòng sản phẩm Linh Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu tận bên trong. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son tuần này đã hết. Thay mặt chương trình, Quốc Thường xin cảm ơn hai cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ những câu chuyện hôn nhân thật bổ ích, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.